Lầu đế tua Jesus Christus ngợi khen chúa Jesus Kitô. đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ <laughs> Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, 24 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tự do của con cái Chúa là gì và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do linh tín Khải phụ trách về đề tài Đền Thánh Đức Mẹ Đen Częstochowa ở Ba Lan, phần thứ nhất. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày. Jakarta, chính phủ Indonesia dự kiến động viên 250.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc để bảo vệ các nơi thờ phượng và tín hữu Kitô nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới, đặc biệt tại những vùng có nhiều tín hữu Hôm 22 tháng 12 vừa qua, nhà chức trách Indonesia cho biết số lượng nhân viên an ninh và quân đội được bố trí trong dịp lễ này tăng gấp đôi so với năm ngoái, trong đó có 80.000 binh sĩ. Nhiều người thiện trí thuộc các nhóm Hồi giáo ôn hòa cũng sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Các biện pháp trên đây được đề ra sau vụ bắt giam 20 người bị tình nghi thuộc các nhóm đấu tranh khủng bố, và người ta cũng sợ rằng Indonesia có thể bị đổ máu vì các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông trở về nước sau khi lực lượng IS bị đánh bại tại Iraq và Syria. Hôm 21 tháng 12, ông Tito Karnavian, chỉ huy trưởng cảnh sát toàn quốc Indonesia nói rằng chúng tôi không phát hiện đe dọa khủng bố cụ thể nào, nhưng chúng tôi phải tiếp tục cảnh giác vì có thể có những tên khủng bố đơn độc hoặc nhóm khủng bố khởi động một cuộc tấn công an ninh được ưu tiên tăng cường tại các tỉnh có đông Kitô hữu như tỉnh Đông Nusa, Tenggara, Bắc Sumatra, Bắc Sulawesi, Muluku và Papua. Tại nhiều vùng có những nhóm Hồi giáo tình nguyện trợ giúp cảnh sát trong việc bảo vệ các thánh đường Kitô vào dịp lễ này. Juba, các phe lâm chiến tại Nam Sudan đã đồng ý ngưng chiến từ đêm vọng Giáng sinh 24 tháng 12 này. Chiều ngày 21 tháng 12 vừa qua, trong cuộc họp tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, đại diện các phe Lâm chiến ở Nam Sudan đã đi đến hiệp định ngưng chiến. Nhưng người ta chưa rõ biến cố này có mở đường cho một viễn tượng hòa bình tại Nam Sudan hay không. Tổ chức bên vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, gọi đây là một món quà Giáng sinh đẹp nhất đối với hàng triệu người dân Nam Sudan đang trốn chạy các cuộc xung đột. Từ 4 năm nay, cuộc nội chiến đẫm máu đang tàn phá Nam Sudan, một nước mới nhất và nghèo nhất Phi Châu. Liên Hiệp Quốc đã báo động về nạn đói đang đe dọa nhiều triệu người dân Nam Sudan trong vòng 3 tháng tới đây nếu cuộc nội chiến này không chấm dứt. Nam Sudan được độc lập từ năm 2011, nhưng từ năm 2013, phe tổng thống Salva Kiir giao chiến với lãnh tụ phe đối lập là cựu phó tổng thống Riek Maka. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 3 triệu người đã phải di tản vì nội chiến và 50.000 người bị thiệt mạng. Theo Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO, trong năm tới đây, hơn 1 triệu 100 000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Sudan bị suy dinh dưỡng và trong đó có 300.000 em có nguy cơ bị chết đói. Lima, Đức Tổng giám mục Nicola Girasoli, sứ thần tòa thánh tại Lima cho biết, cuộc khủng hoảng chính trị tại Peru hiện nay không ảnh hưởng tới cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha sắp thực hiện tại nước này từ ngày 18 đến 21 tháng riêng tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu, truyền đi hôm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Girasoli nói, tình trạng chính trị hiện nay tại Peru là một bối cảnh rất khó khăn, nhưng không ảnh hưởng tới cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vì đây là một cuộc viếng thăm mục vụ. Chúng tôi hy vọng đất nước Peru sớm tìm được một giải pháp hiệp nhất để có thể chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha một cách tốt đẹp hơn. Peru đang bị khủng hoảng lớn về chính trị. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Quốc hội bắt đầu tiến trình chuất phế Tổng thống Petro Pablo Kuczynski vì bất lực luân lý trường kỳ, lý do vì ông đã tham nhũng trong vụ xì căng đan đã đảo lộn công ty Brazil Odebrecht chuyên về xây cất. Hai vị tiền nhiệm của ông cũng dính líu vào vụ này. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhấn mạnh rằng đứng trước tình trạng này, một bầu không khí đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho các công dân Peru có thể sống trong thanh thản để đón tiếp Đức Thánh Cha. Theo Đức Tổng giám mục Girasoli, công việc chuẩn bị cuộc viếng thăm đang tiến hành rất tốt, kể cả việc chuẩn bị tâm hồn, Chúng tôi thấy nhân dân Peru rất yêu mến Đức Thánh Cha và đây sẽ là một cuộc gặp gỡ rất quan trọng mang lại lợi ích cho đất nước và cho tất cả mọi người. Cũng liên quan đến Peru, các tù nhân tại 11 nhà tù ở thủ đô Lima đang nỗ lực chế tạo 200.000 sâu chuỗi mân côi nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này từ ngày 18 đến 21 tháng 1 tới đây. Công trình này được các tù nhân khởi sự cách đây 3 tháng. Các tràng hạt này được coi là một kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Peru. Ông Carlos Vázquez, Chủ tịch Viện Cải huấn Toàn quốc của Peru, đã cảm ơn Tòa Tổng giám mục Lima vì công trình làm tràng hạt được thực hiện, đồng thời tại 11 nhà tù. Tổng cộng 1.200 tù nhân làm việc với một thời gian kỷ lục để làm 200.000 tràng hạt. Một nữ tù nhân tên là Gine nói rằng, làm các tràng hạt như thế thật là một niềm vui và là một đặc ân, vì không phải mọi người đều có cơ hội như vậy. Đây thật là một phút lành. Gladys Cachelan, Chủ tịch Tổ chức Thiện Nguyện Huynh Đệ ở nhà tù Peru, nói rằng, chữ minh côi này có một không hai vì được thực hiện theo một mẫu được trình bày cho Tòa Tổng Giám Mục. Tràng hạt này có một ảnh, trên đó có hình Đức Giáo Hoàng và lá cờ Peru, Xin Chúa chúc lành cho mỗi người đón nhận tràng hạt này. Cairo, nhà thờ lớn nhất Trung Đông sẽ được Đức Thượng phụ Tawatros II, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập và Tổng thống Al-Sisi của nước này, khánh thành vào dịp lễ Giáng sinh theo niên lịch Giuliano vào ngày mùng 7 tháng Giêng tới đây. Thánh đường đang được ráo riết hoàn tất trong những tuần lễ gần đây tại thủ đô hành tránh mới của Ai Cập gần thành phố Cairo. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết nhà thờ chính tòa mới của chính thống Cốp có hình thánh giá và sẽ là thánh đường Kitô lớn nhất Ai Cập và toàn vùng Trung Đông. Tổng thống Al-Sisi đã đóng góp 100.000 đồng Ai Cập, tương đương với 5.600 Mỹ Kim, cho sáng kiến xây nhà thờ. Trong dự án kiến thiết thủ đô hành tránh mới của nước này, cũng có công trình xây đền thờ Hồi giáo lớn nhất Ai Cập. New Delhi, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Ấn ông Raina xin hứa bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô tại nước này trong dịp lễ Giáng sinh. Ông xin đã đưa ra lời cam kết trên đây hôm 21 tháng 12 vừa qua khi tiếp phái đoàn cho Đức Hồng Y Bazelius Kalemis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đến than phiền và trình bày những lo âu của các tín hữu Kitô đứng trước một loạt những vụ ham dọa trong những ngày qua tại Ấn Độ. Hãng tin Asia News cho biết, chiều ngày 21 tháng 12 vừa qua, tại thành phố Rajasthan, một nhóm ấn giáo cực đoan đã phá rối một lễ nghi mừng lễ Giáng sinh và các buộc ban tổ chức là cưỡng bắt cải đạo. Trước đó, có những vụ sách nhiễu và hành hung bắt giam các tín hữu Kitô cử hành hoặc hát thánh ca Giáng sinh tại Satna, bang Madhya Pradesh. Đức Hồng Y Clemis kể lại, trong cuộc gặp gỡ bộ trưởng nội vụ rajna tôi đã trao cho ông một giác thư yêu cầu thực thi công lý cho những người vô tội tôi cũng yêu cầu ông làm sao để những vụ như vậy khỏi tái diễn nữa đồng thời bảo vệ mọi công dân tại nước này hai ngày trước đó, Đức Hồng Y đã đến thành phố Sát Na thu thập chứng từ của các tín hữu công giáo và nói chuyện với cảnh sát cũng như chính quyền dân sự về vụ 30 chúng sinh và hai linh mục bị bắt trong lúc trình diễn thánh ca Giáng sinh tại một làng. Những người ấn giáo cực đoan đã bắt giữ họ làm con tin, họ bị cầm giữ tại sở cảnh sát. Nhóm người cực đoan cũng đốt xe của một linh mục khi cha đến sở cảnh sát để hỏi tin về những người bị bắt. Đức Hồng Y Claire Miss nói, những biến cố ở thành phố sátna đe dọa uy tín của chế độ dân chủ. Cảnh sát thay vì chống lại những kẻ hành hung thì lại nhận đơn cáo gian của những kẻ cực đoan chống lại một linh mục, vu khống cho vị này tội cưỡng bắt người khác cải đạo. Bon, trong ngày lễ kính thánh Stefano tử đạo 26 tháng 12 này, giáo hội công giáo tại Đức sẽ cử hành ngày cầu nguyện lần thứ 4 cho các tín hữu Kitô bị bách hại và năm nay hội đồng giám mục Đức đặc biệt mời gọi cầu cho các tín hữu tại Nigeria. Các tín hữu Kitô tại nước này thường bị những thành phần hồi giáo cực đoan đe dọa và tấn công. Ngày cầu nguyện được các tín hữu Công giáo Đức cử hành cũng là dịp để đào sâu hiểu biết về những nhu cầu và sự cần thiết phải giúp đỡ và liên đới với các tín hữu Kitô tại một số vùng trên thế giới, kể cả qua các cuộc trao đổi với các giám mục và các thừa sai. Theo chiều hướng đó, ngày 29 tháng 11 vừa qua, Đức cha Matthew Hassan Kula, giám mục giáo phận Sokoto bên Nigeria và Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, đã trình bày một hồ sơ thông tin về hiện tình các tín hữu Kitô tại Nigeria. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện. Xin trở nên ánh sau đêm. Niềm vui Giáng sinh tràn về khắp nơi nơi, niềm vui ấy được diễn tả trong muôn hình vạn trạng, niềm vui ấy được gắn cho nhiều điều. Chưa bản đến chuyện đúng sai, thử dành vài phút cầu nguyện để nhìn lại những điều ấy, để rút tỉa được chút kinh nghiệm từ những gì đã trải qua, đến và đi trong cuộc đời thủa chúng con còn nhỏ lễ giáng sinh gắn liền với những bài ca tiếng hát những vở kịch những hang đá to nhỏ khác nhau những cuộc thi giáo lý kinh thánh và đương nhiên là cả những thanh lễ rất long trọng sốt sắng chúng con chịu khó học hành nhiều tháng ngày với những câu giáo lý những câu lời chúa ngày đêm cố gắng ôn luyện để sao cho nhớ thế mà đến ngày thi vẫn quên như thường cái tuổi đơn sơ và hao thắng để lại nhiều kỷ niệm khó chịu buồn cười và cũng có nét đẹp rất riêng. Chúng con cùng nhau tập luyện những vở kịch, những bài hát, tuy không hay, tuy chưa giỏi, nhưng mỗi người, mỗi chân, mỗi tay, mỗi ý. Và thế là, mỗi năm mọi người đều có những thứ mới mẻ để trình diễn cho nhau, để chia sẻ cho nhau. Kể ra cũng là vui. Những đứa trẻ tụi con còn đi ra các cánh đồng tìm kiếm các loại cỏ khác nhau về làm hang đá, nhặt nhạnh, tìm tòi và dùng tất cả những gì có thể để tạo nên các hang đá lớn nhỏ đẹp đẽ và cách điệu nhiều kiểu nhiều cách có những nhóm trang hoàng cho nhà thờ nhà nguyện có những nhóm tập hát cho thanh lễ có những nhóm chuẩn bị cho việc tổ chức này nọ mỗi người mỗi việc lớn nhỏ đức tin của làng quê con là thế đức tin ấy rất bình dân đơn sơ và cụ thể chẳng phải là con đi khen quê mình nhưng mỗi vùng quê mỗi nơi đều có cái hay cái dở rất riêng tạm rời xa quê hương để lên thủ đô học hành. Chúng còn chung chia niềm vui Giáng sinh với các bạn sinh viên trong nhiều nhóm khác nhau. Mỗi nhóm sinh viên công giáo lại có những nét đặc thù riêng. Chúng con quy tụ nhau theo các vùng quê hoặc theo nơi xóm trọ, hoặc theo các giáo phận, hoặc theo các trường chúng con đi học. Chúng con sinh hoạt chung với các giáo sứ liên hệ gần nơi xóm trọ, đời sống sinh viên muôn màu muôn vẻ và có nét đẹp đất duyên đó là tình bạn giữa những người đồng trang lứa, đó là tình bạn trong mối dây đức tin thiêng liêng, đó là tình bạn giữa những người trẻ cùng sống xa quê để học hành lo cho tương lai. Con nghĩ rằng nếu vắng bóng các nhóm sinh viên công giáo thì có lẽ Giáng sinh tại Hà Nội sẽ trở nên rất ảm đạm. Có thể cảm nhận được rất rõ niềm vui Giáng sinh là niềm vui của tình Chúa tình người mà trong đó niềm vui ấy được tỏa ra nơi các tín hữu đặc biệt nơi các bạn trẻ. Chuyển từ trung tâm thành thị để lên vùng núi cao, nơi các bà con dân tộc thiểu số sinh sống, chúng con thấy niềm vui Giáng sinh cũng chẳng hề giảm bớt. Dường như niềm vui ấy đơn sơ hơn, thanh cao hơn. Tiếng thánh ca vui tươi vẫn thánh thót nơi núi rừng. Nhà thờ nhà nguyện tuy không được đẹp, không được trang hoàng cho bằng những nhà thờ nơi thành phố, nhưng cũng đủ rực sáng và nổi bật giữa khung trời rộng lớn những khuôn mặt xinh tươi sáng ngời càng làm cho đêm Giáng sinh rạng rỡ. Chẳng thể diễn tả thành lời, nhưng ai ai khi gặp nhau, khi cùng nhau tham dự thanh lễ, khi cùng nhau diễn các tiết mục này nọ, khi thăm viếng nhau thì đều cảm thấy trong lòng mình niềm vui lâng lâng dịu ngọt, một niềm vui không rõ hương sắc nhưng thật đậm đà sâu lắng. Vô đến Sài Gòn còn bắt gặp niềm vui nơi ánh sáng của khắp con phố, khắp các nhà thờ rập bóng thành phố tất cả như hòa chung một nhịp điệu âm thanh véo von khắp nơi hang đá chúa hài đồng hiện diện khắp mọi nẻo thật là đáng kinh ngạc thanh lễ ở mọi nhà thờ đều nườm nượp người kéo đến không chỉ như thế nơi những con phố lớn nơi những hẻm phố nơi xa trung tâm thành phố hầu như khắp nơi đều có dáng dấp của biết bao nhóm thiện nguyện không chỉ của công giáo mà còn của cả các anh chị em phật tử các bạn trẻ thuộc đủ loại đủ nhóm mọi người đều rạng rỡ nụ cười và tay trao tay những món quà nho nhỏ những phần ăn nho nhỏ dành cho các trẻ em nghèo cho những người nghèo cho những người mà chẳng ai quen biết dường như khi thiên chúa đến trở thành một em bé ngài đã ban cho con người một cái cớ rất đơn sơ một cái duyên rất đẹp để con người có thể gặp gỡ nhau để con người có thể vô tư trao tặng và đón nhận những món quà những nụ cười những niềm vui nhẹ nhàng thấm thía các bạn có thể nhắc tôi rằng cuộc đời đâu có dễ như thế cuộc đời đâu có đẹp đến thế vâng các bạn nói rất đúng nhưng hôm nay một hải nhi đã giáng sinh cho chúng ta đêm nay là đêm cực thánh mỗi người chúng ta hãy trở nên một ánh sao đêm để thắp sáng cuộc đời này bạn có thể làm được gì tốt xin hãy làm dù là nhỏ bé thôi nguyện xin chúa hải nhi và gia đình thánh gia chúc lành cho bạn cho tôi cho chúng ta phần thứ ba của buổi phát mai anh và linh mục phan tấn thành xin giải đáp thắc mắc tự do của con cái chúa là gì quý vị thính giả, chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Khi nói đến sứ điệp Giáng sinh, các bài giảng và thánh ca thường nêu bật ơn bình an dựa theo tiếng ca của các thiên thần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ngoài hồng ân quý giá ấy mà thiên hạ đang khát mong, Chúa Giêsu còn mang lại hồng ân nào nữa không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời những hồng ân mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta nhiều lắm. Khi hiện ra với các mục đồng ở Bethlehem, trước khi sướng lên bài ca vinh danh Thiên Chúa, các thiên sứ đã nói cho họ biết rằng hôm nay trong thành vua David đã sinh ra một đấng cứu tinh là đấng Kitô. Trước đó mới rằng Thánh Luca thật là những lời của ông Zacharia rằng Thiên Chúa đã viếng tham cước chủ dân người người giải phóng ta khỏi tay địch thủ và cho ta chẳng còn sợ hãi để ta sống thánh thiệt công chính trước nhan người mà phục thờ người suốt cả đời ta. Những tư tưởng đó tôi thấy pha đôi diễn tả bằng các từ ngữ tiêu đưa khác, tự như là ơn được đến công chính, ơn tự do con cái Chúa. Tự do của con cái Chúa là gì thưa cha? Có lẽ đối với chúng ta, tự do và giải phóng là hai phạm trù hơi xa lạ và thường được hiểu theo nghĩa chính trị. Nhưng mà đối với người Do Thái thì đó là phạm trù căn bản để diễn tả sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử. Thiên Chúa là đấng đã giải thoát Israel ra khỏi cảnh nô lệ của Ai Cập và ban cho họ ra ước Sinai để giúp cho họ biết sống tự do. Theo chiều hướng đó, Thánh Phaolô giải thích công trình của Đức Kitô như là giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi lệ luật, khỏi sự chết, và cho chúng ta phục sự thiên chúa trong sự tự do như những con cái. Tự do của con cái chúa với tự do theo nghĩa chính trị khác nhau ở chỗ nào ạ? À? Chắc chắn là trong tâm thức của người do thái, thiên và tự do được hiểu theo nghĩa chính trị. Trong cử ước đó là giải phóng khỏi cảnh nô lệ ở Ai cập. Và thời Chúa Giêsu người ta hiểu là tự do theo nghĩa độc lập khỏi sự đô hộ của đế quốc mạng dần dần thầm học kỹ thuật giáo mới khám phá ra những chiều kích khác nhau của tự do chúng ta có thể phân biệt năm nghĩa khác nhau của tự do một tự do theo nghĩa vật lý hai tự do theo nghĩa chính trị xã hội ba tự do theo nghĩa tâm lý bốn tự do theo nghĩa luân lý và năm tự do của kỹ thuật trước hết theo nghĩa vật lý tự do có nghĩa là thân xác mình không bị trói buộc mình có thể di chuyển đi lại đối lại là chế độ bị giam cầm bị ràng buộc bị xiềng xích như vậy ở cấp thứ nhất tự do áp dụng cách riêng cho thân thể ở cấp thứ hai theo với chính trị xã hội tự do có nghĩa là con người có quyền suy tư phát biểu ý kiến của mình không bị kiểm soát hay ngăn cấm chúng ta gọi là tự do chính trị xã hội bởi vì nó liên quan đến những tương quan giữa con người với nhau trong xã hội. Nhiều bản hiến pháp ghi nhận các quyền lợi của con người dưới tiêu đề những tự do của công dân, đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng. Ở cấp thứ ba, tự do được hiểu theo một nghĩa sâu xa hơn nữa mà khoa tâm lý học chiều sâu đã giúp khám phá ra. Con người khác với con vật ở chỗ hành động có suy tính, chứ không do bản năng thúc đẩy nhưng đó là nói theo nguyên tắc siêu hình. Chứ còn trên thực tế, chúng ta bị lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Dù muốn dù không, chúng ta là thành phần của một cộng đồng văn hóa xã hội cụ thể. Vì thế, những suy tư của chúng ta chịu ảnh hưởng của phong tục giáo dục và còn biết bao nhiêu thiên kiến khác nữa. Và rồi cá nhân mỗi người còn bị hạn chế bởi sức khỏe thể lý hoặc tâm lý. Trong đó không thể bỏ qua sự u mê rốt nát hoặc các lo âu sợ hãi. Hiểu theo nghĩa này không ai dám tự hào rằng mình đã hoàn toàn tự do. Nhưng mà phải cố gắng luôn mãi. Có hầu mình có thể làm chủ được các phán đoán và hành vi của mình. Không bị chi phối bởi những động lực mù quáng Nói cách khác, dưới khía cạnh tâm lý, vấn đề không chỉ được đặt ra giữa có tự do và không có tự do, mà còn là tự do ít hay là tự do nhiều. Ở cấp thứ 4, theo nghĩa lý, Tự do được hiểu như là trách nhiệm đối với các hành vi của mình. Sự tự do này giả thiết các cấp tự do đã nói trên đây. Tự do vật lý, tự do xã hội, tự do tâm lý. Bởi vì khi nào tôi bị ngăn cản không được hành động, hoặc khi nào hành động dưới áp lực, thì tôi không chịu trách nhiệm về chuyện tôi bị cưỡng bắt phải làm, hoặc tôi không có tự chủ để định đoạn. Nếu không có tự do, thì không có trách nhiệm. Tuy nhiên, tự do luân lý còn muốn thêm một điều nữa. Đó là khi ta có tự do để hành động Thì ta phải hành động theo điều tốt Nếu ta làm điều xấu Thì ta lạm dụng tự do Tại sao vậy thưa cha? Tại vì chúng ta là loài có lý trí Vì vậy chúng ta phải hành động hợp với lý trí Còn nếu làm ngược lại là chúng ta là bệnh Ta có thể dùng một thí dụ dễ hiểu 2 cộng với 2 là 4 Dĩ nhiên tôi có quyền không chấp nhận điều đó Đó là tự do của tôi không ai được phép can cản tôi bày tỏ ý nghĩa của mình. Tuy nhiên, làm như vậy là tôi lạm dụng tự do rồi đó. Bởi vì tôi dùng tự do để quả quyết một điều trái ngược với sự thật của lý trí. Một khi tôi không làm theo lý trí, thì tôi đi ngược với bản tính con người của tôi. Một cách tương tự như vậy, bản tính con người là làm điều tốt. Khi tôi làm điều xấu, tức là tôi làm trái ngược bản tính của mình nghĩa là không còn cư xử như là con người nữa. Còn tự do theo nghĩa Kitô giáo là gì ạ? À? Chúng ta bước sang nghĩa thứ năm của tự do. Tự do của Kitô tô giáo là thứ tự do mà Chúa Kỳ tô đã mang lại cho nhân loại. Khi đọc tân ước, chúng ta có thể gặp thấy nhiều thuật ngữ liên quan đến tự do của con người nói chung. Bên cạnh đó, có những đoạn mà thấy follow muốn chú ý các riêng để làm nêu bật công trình của Đức Kitô. Những đoạn văn nói về tự do của con người nói chung thì khá nhiều. Như trên đây đã nói, người Do Thái vào thời Đức Giêsu đang mong chờ một thứ tự do theo nghĩa chính trị, nghĩa là độc lập khỏi sự thống trị của đế quốc Lô-mạng Khi Giêsu giải thích rằng sứ mạng của Ngài không phải là nhận cách mạng chính trị. Tuy vậy, Ngài cũng không chấp nhận tình trạng mất tự do độc lập của đồng bào. Thính Luca Ca tìm thuật rằng, và lúc khai mạc sứ vụ tại hội đường Nazareth, Chúa Giêsu đã áp dụng cho mình gọi sách của Isaiah. Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức giàu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hẹn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người vừa biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Những việc làm của Chúa Giêsu nhằm giải thoát con người khỏi những vòng trói buộc của bệnh tật, ma quỷ, sự chết, tức là tự do hiểu theo nghĩa vật lý và tâm lý. Khi mừng cửa Gioan cũng nói thấy thuyết tự do thay vì luân lý khi tuyên bố rằng ai phạm tội là làm nô lệ cho tội hoặc sự thật sẽ giải phóng anh em nghĩa là sự thật sẽ ban cho anh em tự do Gioan 32 nhưng mà trong tấm ước Thánh Phaolô là người nói nhiều hơn cả về sự tự do đặc biệt là trong thế giới Roma chương 8 và thế giới Galat chương 5 có ba điểm sau đây đáng cho chúng ta lưu ý. Thứ nhất, tự do được nhìn nhận trong tin quan giữa con người với Thiên Chúa. Khác với những quan niệm về tự do đã nói trên đây, nhìn tự do trong tiên quan với xã hội. Thứ hai, tự do được nhìn dưới khía cạnh tiêu cực. Con người được giải thoát của sự nô lệ tội lỗi, nô lệ lệ luật và nô lệ sự chết. Dĩ nhiên, thành phố luật đã chuyển từ lãnh vực chính trị xã hội, nghĩa là cái chế độ nô lệ, sang vào lãnh vực luân lý đạo đức chúng ta trở nên nô lệ cho sự giữ thì chúng ta phạm tội. Nhưng mà ai sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ đó? Chứ rằng chỉ có Đức Kỳ Tổ. Về việc nô lệ cho lệ luật, Thánh Phó Lô hiểu về lệ luật môi xét về các nghĩa vụ mang tính lễ nghi phong tục, chứ không hiểu về các điều răn của Chúa. Đề tài này mang tính cách tranh luận khi mà người Do Thái buộc dân ngoại cũng phải chịu phép cách bình Về việc nô lệ cho sự chết, thì chắc chắn chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta ra khỏi. Trong thư gửi Roma, Thánh Phaolô không chỉ đề cập tới niềm trong mong của loài người được giải thoát khỏi sự chết, mà niềm trong mong của vạn vật được giải thoát khỏi kẻ thứ nát. Roma 8:21. Cho tới đây chúng ta mới chỉ nói khía cạnh tiêu cực của tự do, nghĩa là giải phóng khỏi sự giữ. Bây giờ chúng ta phải thêm một khía cạnh tích cực nữa, tức là điểm thứ ba, Đức Kitô mang lại cho ta sự tự do của con cái Chúa. Từ nay chúng ta có thể sẵn sĩ ra gặp Thiên Chúa như là con cái, chứ không còn sợ hãi như là kẻ nô lệ nữa. Đây là một kết quả của công trình cứu chuộc của Đức Kitô và cũng là kết quả của tác động thần khí dưỡng nữ. Nhờ sự tự do của con cái này, các kỳ hữu cũng sẽ theo gương của thầy mình, dẫn thân phục vụ. Thật vậy, cũng như đức Kitô tiền nguyện phục vụ chương trình cứu độ của Chúa Cha đến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng sống trên nhân loại thì tôi được các môn đệ của người họ cũng sẵn sàng dấn thân phục vụ kế hoạch tình yêu của Cha đến nỗi dám hiến thân mình cho tình yêu đây là cao điểm của tự do như chính Chúa Giêsu đã tuyên bố không có tình yêu trọng đại nào cho bạn hy sinh mạng sống cho người mình yêu chúng ta gọi là tự do của người Kitô hữu bởi vì là một hồng ân được thiên chúa cha ban cho chúng ta nhận tác động của thánh bình hiểu như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng tự do là hồng ân cao quý nhất mà đức kitô đã mang đến cho chúng ta trước khi kết thúc chương trình linh tiến khải và mai anh xin trình bày với quý vị về đề tài đền thánh đức mẹ đen jestokowa ở ba lan phần thứ nhất thưa quý vị thính giả, trong số các đền Thánh Đức Mẹ nổi tiếng nhất Âu Châu không thể không nhắc đến đền Thánh Đức Bà Cheskutoa hay Đức Bà Den Yashnagura. Nguồn gốc của đền Thánh bắt đầu với việc thành lập đan viện của các cha dòng Paulini và một ảnh Đức Mẹ được đưa tới đây. Tiếp theo việc phong trào ẩn sĩ nảy sinh vào thế kỷ thứ 13 tại Hungaria, cũng đã có một dòng được thành lập nhận Thánh Phaolô I ẩn tu bên Ai Cập giữa thế kỷ thứ ba và thứ tư làm quan thầy, gọi là dòng các cha Paulini. Dòng phát triển rất mạnh trong hai thế kỷ thứ 14 và 15, nhất là bên Hungaria. Năm 1382, vua Hungaria và Ba Lan là Ludovico d'Angio truyền cho hoàng tử Ladislau Diopole, thành lập tại Cescotowa một đan viện cho các tu sĩ dòng Paulini Hungary trên đồi Jasnagura. Yasnagura có nghĩa là Minh Sơn hay Núi Sáng. Trong cùng năm đó, hoàng tử Ladislau Opole đem một bức ảnh nổi tiếng từ Ukraine qua, đó là ảnh Đức Mẹ Bồng Chú Hài Đồng màu đen thuộc truyền thống Byzantine Trung Cổ. Hoàng tử cho xây đan viện trên đỉnh đồi Yasnagura và đặt ảnh Đức Mẹ tại đây rồi giao cho các tu sĩ Paulini trông coi vì ảnh đức mẹ được vẽ màu đen nên cũng gọi là đức mẹ đen. Truyền thuyết cho rằng thánh sử Luca là tác giả bức ảnh này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jasnagura đã trở thành đền thánh nổi tiếng nhất, không phải chỉ của Ba Lan mà của mọi quốc gia lang giềng nữa. Các vua Ba Lan đã đội triều thiên cho ảnh đức mẹ và đã luôn luôn đến hành hương để tỏ lòng tôn sùng đức bà Cheskotova năm 1430 trong cuộc chiến với các người theo bè phái của Jan Hus, ảnh Đức Mẹ đã bị họ xúc phạm với hai nhát búa chém trên má bên phải, như vẫn còn thấy hiện nay. Số tín hữu đông đảo tuốn đến hành hương đền Thánh Đức Mẹ Đen đã khiến cho các tu sĩ Paulini phải xây thêm nhiều dinh thự khác. Vào thế kỷ 15, nhà nguyện kiểu Gothic đã được xây bên cạnh nhà thờ đầu tiên và ảnh Đức Mẹ được giữ trong nhà nguyện này. Tổng thể đền thánh Yasnagura bao gồm các dinh thự được xây trong nhiều giai đoạn khác nhau dọc dài năm thế kỷ lịch sử và bao gồm các kỷ vật lịch sử quốc gia và tôn giáo nổi tiếng. Để bảo vệ đền thánh khỏi bị các cuộc tấn công cướp phá, vào đầu thế kỷ thứ 17, các vua Ba Lan đã cung cấp phương tiện và vật liệu để biến đan viện thành một pháo đài, có tường thành bao quanh và luôn luôn có một đội binh sĩ canh giữ. Trong hai thế kỷ pháo đài này là thành lũy, không chỉ bảo vệ đền thánh mà cũng bảo vệ sự tự do của quốc gia Ba Lan nữa. Trong thế kỷ 17, đền thánh có thêm phần baroque và đầu thế kỷ 20, phần thứ ba của nhà nguyện được xây thêm. Nhà nguyện Đức Mẹ đã được nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường, đã bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn năm 1690, nhưng sau đó được tái thiết vào các năm đầu thế kỷ 18. Chiếc tháp bên cạnh cao 103m30 là ngọn tháp cao nhất nước Ba Lan. Năm 1655, dưới sự điều khiển của viện phụ Agostino Gordecchi, đan viện Jasna đã chống trả lại cuộc bao vây của quân Thụy Điển trong vòng hai tháng trời. Tin này lan nhanh trong toàn nước và khiến cho phần thắng nghiêng về phía Ba Lan chính sự kiện này gợi hứng cho các lời khấn hứa của vua Juan Casimiro và khiến cho nhà vua công bố Đức Maria là nữ vương Ba Lan ngày mùng 1 tháng4 năm 1656 ngày 8 tháng 9 năm 1717, sự kiện ảnh Đức Bà Chestokova được đội Triều Thiên củng cố thêm tước hiệu Đức Bà Yasnagura là nữ vương Ba Lan. Đến độ, Hiến pháp năm 1764 của Ba Lan xác nhận rằng quốc gia Ba Lan tôn sùng Đức Trinh nữ Maria trên ảnh Chestokova như là nữ vương rất thánh của mình, rất nổi tiếng vì các phép lạ mẹ ban để bảo vệ tín hữu trong nhu cầu của họ. Trong thế kỷ 18, Yasnagora đã chống trả và chiến thắng nhiều vụ xâm lăng và bao vây. Nhưng trong năm 1770-1771, đan viện đã bị xâm lăng bởi các đội quân của giới thượng lưu Ba Lan trong cuộc chiến chống lại quân Nga và năm 1809 đã kháng cự lại cuộc bao vây của quân Áo, tuy nhiên 4 năm sau phải đầu hàng quân Nga. Vào đầu thế kỷ 19, Ba Lan bị quân Nga chiếm đóng, Nga hoàng Alexandro đệ nhất ra lệnh đập phá tường thành. 30 năm sau, Nga hoàng Nikola đệ nhất ra lệnh tái thiết tường thành trong hình thái như hiện nay. Đền thánh Yasnagura là nơi mang đầy các dấu vết lịch sử nhưng cũng là trung tâm văn hóa. Thư viện tại đây có hơn 40.000 thủ bản quý hiếm, Yasnagura thôi là pháo đài quân sự, nhưng vẫn tiếp tục là pháo đài đức tin và tinh thần ái quốc của Ba Lan, nhất là trong thời nô lệ giữa các năm 1795-1918 và thời bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng hồi đệ nhị thế chiến và trong thời đại hiện nay. Sau đệ nhất thế chiến và sau cuộc tái chiếm được sự tự do ngày 11 tháng 11 năm 1918, các cuộc hành hương có tổ chức đến đền thánh đức bà Cheskotova nhắm mục đích đào sâu lương tâm tôn giáo và luân lý của dân chúng cũng như hội nhập xã hội. Tín hữu cũng cảm thấy việc cần thiết thực hành các thông điệp của các giáo hoàng. Trong thời đệ nhị thế chiến, các cuộc hành hương cá nhân hay của các nhóm nhỏ vẫn tiếp diễn và tại đền thánh, người ta cũng gặp cả các tướng lãnh và sĩ quan của các lực lượng giải phóng nữa tất cả đã khiến cho Yasnagura trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, của chiến thắng, của tự do, và còn hơn thế nữa, nó trở thành thủ đô tinh thần của quốc gia Ba Lan. Ngay từ thời Trung Cổ, toàn dân Ba Lan đã có thói quen hành hương đi bộ tới đền Thánh Đức Bà Cheskotova. Trong mọi lúc đen tối khổ đau và khó khăn của quốc gia, dân tộc Ba Lan đã luôn luôn chạy đến quây quần chung quanh Đức Mẹ Đen, cả ngày nay nữa vẫn có hàng trăm ngàn người hành hương đi bộ tới đền Thánh Đức Bà Yasnagura. Kiểu hành hương đi bộ này diễn ra từ tháng 6 tới tháng 9, thường là các ngày nghỉ hè đầu tháng 8. Cuộc hành hương đi bộ kéo dài nhiều ngày và tín hữu đi bộ hàng trăm cây số dọc theo 50 lộ trình từ khắp nơi trong nước Ba Lan. Lộ trình dài nhất là 600 cây số. Các lộ trình nổi tiếng nhất là các lộ trình từ thủ đô Vác Sa gồm 9 chặng dài 243 cây số, có các tín hữu tham dự trong các ngày từ mùng 6 tới 14 tháng 8 và lộ trình từ Cracovia gồm 6 chặng dài 150 cây số trong các ngày từ mùng 6 tới 11 tháng 8. Lộ trình cổ xưa nhất và nổi tiếng nhất là lộ trình khởi hành từ Vác Sa hồi năm 1711 và tín hữu tới Cheskotova vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời 15 tháng 8. Đây cũng đã là lộ trình mà Karol Wojtyła sau này sẽ là Đức Giáo Hoàng Joan Paulo II, đã đi trong cuộc hành hương hồi năm 1936 khởi hành từ Cracovia. Trong thời Ba Lan sống dưới chế độ Cộng sản, đặc biệt hồi thập niên 1980, số người Ba Lan hành hương đến đền Thánh Đức Bà Yasnagura có khi lên đến một triệu. Hiện nay số tín hữu Ba Lan hành hương đi bộ đến đền Thánh Đức Mẹ Đen vào khoảng 200 tới 300 ngàn người mỗi năm. Nhưng tính trung bình hàng năm, số tín hữu đi hành hương đền Thánh Đức Bà Yasnagura lên tới 4 triệu người. Họ đến từ khắp nơi trong nước Ba Lan và từ hơn 40 quốc gia khác trên thế giới. Các cuộc hành hương đặc biệt đông đảo trong các ngày lễ lớn kính Đức Mẹ, ngày mùng 3 tháng 5 lễ Nữ Vương Ba Lan, ngày 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 26 tháng 8, lễ Đức Bà Yasnagura, ngày mùng 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Trong các ngày lễ này, có tới 2 triệu tín hữu tuấn về Yasnagura. Trong khi các ngày Chủ Nhật và các ngày lễ, số tín hữu hành hương lên tới 1 triệu rưỡi. Các tín hữu sử dụng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau. Họ tới hành hương với tính cách cá nhân hay theo từng gia đình hoặc từng nhóm gia đình hay hiệp hội hoặc theo giáo sứ hay giáo phận do chính các linh mục hay giám mục tổ chức. Trong 30 năm qua, cũng có hàng trăm ngàn người trẻ các nước Tây Âu, đặc biệt là giới trẻ Italia, tham dự các cuộc hành hương này nhất là các bạn trẻ sắp sửa phải thi bằng chuyên môn hay thi lấy bằng tiến sĩ đi hành hương để xin ơn lành của Đức Mẹ cho họ thi đậu trong một giai đoạn tế nhị của cuộc sống. Tại Đền Thánh, các tín hữu thường đọc lời kinh sau đây để xin ơn Đức Mẹ. Ôi lạy mẹ núi sáng của giáo hội cùng với các ca đoàn các thiên thần và với các thánh bổn mạng. Chúng con khiêm tốn sấp mình trước ngai mẹ từ báo thế kỷ nay mẹ rạng người phép lạ và ơn thánh ở Yasnagura này là trụ sở lòng thương xót vô cùng của mẹ. Xin hãy nhìn con tim chúng con đến dâng lên mẹ lòng tôn kính và tình yêu thương. Xin hãy thức tỉnh trong chúng con ước muốn nên thánh. Xin hãy đào tạo chúng con thành các tông đồ đức tin. Xin củng cố tình yêu của chúng con đối với giáo hội, Xin ban cho chúng con ơn này mà chúng con ao ước. Ôi lạy mẹ có gương mặt bị gạch, con xin đặt để trong tay mẹ chính mình con và những người thân yêu của con. Con tin thác nơi mẹ, chắc chắn vì lời mẹ chuyển cầu bên con mẹ để sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Tiếp đến tín hữu đọc Ba Kinh Kính Mừng và lời nguyện tiếp tục như sau. Dưới sự chở che của mẹ, chúng con nấu ẩn, ôi lạy mẹ Thiên Chúa, xin nhìn đến nhu cầu của chúng con. Lạy Đức Bà Núi Sáng xin cầu cho chúng con. Ngoài việc là đích điểm hành hương của tín hữu công giáo Ba Lan, Yasnagura còn là đền thánh quốc gia nữa. Ảnh Đức Bà Chestokova không chỉ được in trên cờ của binh sĩ Ba Lan hay cờ của các hiệp hội đời và tôn giáo, mà cũng còn trở thành dấu hiệu phân biệt của người Ba Lan trên thế giới nữa từ sáu thế kỷ nay, Jasna được nối kết với lịch sử chính trị, văn hóa và tinh thần của Ba Lan và là suối nguồn cảm hứng vô tận của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia và chuyên viên tạc tượng. Đức bà Chestokowa hầu như chiếm chỗ nhất trong mọi lãnh vực của các tác phẩm nghệ thuật Ba Lan ngày nay không thể hiểu được lịch sử Ba Lan mà không có Góra. và cũng không thể nói đến Góra mà không nhắc tới lịch sử của giáo hội và của quốc gia Ba Lan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thứ từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.